Khốn kiếp, ông này bị người ta lừa như thế rồi mà còn phải giữ chừng mực sau. Tiết Nhạc, gọi trưởng quan Tiết. Tiết Bá Lăng, anh nghe cho rõ đây. Anh chẳng qua tốt nghiệp từ trường sứ quan lục quân Bảo Định thôi mà, không có gì giỏi giang cả. Tôi là sinh viên khóa 1 trường quân đội Hoàng Phố, tôi không sợ anh đâu. Bây giờ chức vụ của anh lớn hơn tôi, anh có quyền cách chức tôi, nhưng anh đừng hòng bịt được miệng tôi. Tôi phải cho tất cả mọi người biết, Tiết Nhạc, cô quân đoàn 10 chúng tôi là kẻ chịu tội thay, chịu trách nhiệm cho những sai lầm trong chỉ huy của anh Lý Ngọc Đường. Tuy anh đã bị cách chức, nhưng anh vẫn là quyền quân đoàn trưởng của quân đoàn 10, phải chịu trách nhiệm cho những lời nói của mình đấy. Anh muốn bắn tôi một phát, rễ tất cả trách nhiệm lên đầu tôi. Đại lý Ngọc Đường tôi chính là kẻ cầm đầu cuộc tạo phản lần này, có chết cũng không hết tội để đạt được mục đích xấu xa của anh. Làm đi, nếu Lý Ngọc Đường tôi chớ mắt một cái nào thì tôi không phải là con của bố mẹ nữa. Nổ súng đi. Anh đúng là một kẻ điên. Tôi là kẻ điên đấy. Thì sao? Tôi có bị điên thì cũng là do âm mưu quỷ kế của anh ép mà thôi. Xử lý theo quân kỷ. Đợi chút, anh quay lại đây. Tôi có làm ma cũng không tha cho anh đâu, đồ tiểu nhân bị ổi. Anh Ngô, anh đến phòng quân pháp dẫn đi. Thả tôi ra, Tiết Bá Lăng, đồ tiểu nhân bị ổi. Đi, đi mau. Anh Hada, vì thắng lợi sắp tới của chúng ta. Cạn ly. Xem ra cô Trần lại mang tin tốt tới cho chúng tôi nữa rồi. Vì thất bại lần này, quân địch đóng ở Trường Sa, rơi vào tình cảnh tướng sói bất hòa, nội chiến không ngừng, thậm chí còn xảy ra đánh nhau một mất một còn liên quan tới cuộc tạo phản này. Điều đáng mừng hơn là Thái Sơn Quân, đối thủ đáng gờm của Hoàng Quân, đã hoàn toàn mất đi bản lĩnh của trước kia, trở thành một quân đoàn thối nát nghiêm trọng. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy chiến khu chính bây giờ đã chia năm xẻ bảy, dễ bị đánh bại rồi. Ý của tiểu thư là nếu Hoàng Quân tấn công Trường Sa một lần nữa thì sẽ nắm chắc thắng lợi trong tay. Kẻ thù đang đóng quân ở Trường Sa bây giờ giống như một người khổng lồ giấy vậy, đẩy nhẹ một cái là đổ. Không lẽ Hoàng Quân lại không thắng được sao? Tôi sẽ đi báo cáo tình hình ở đây cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn 10 một ngày. Chủ nhiệm, trong cuộc hấp tấp như thế, có phải đã lộ diện rồi không? Trần Minh Vận đã hoàn toàn tin vào việc Trần Mười tạo phản rồi. Lúc nãy cô ta còn đẩy tôi ra, nóng lòng đi tới quán trà Nghi Xuân một lần nữa, chắc là báo tin cho quân địch. Tốt quá, mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của chúng ta. Chủ nhiệm, nếu cá đã cắn câu rồi thì chúng ta nên thu lưới rồi đúng không? Nếu thu lưới sớm quá thì làm đường đi liên lạc giữa đặc vụ địch ở Trường Sa và quân Nhật bị gián đoạn, như vậy sẽ làm cho cơ quan đặc vụ Nhật cảnh giác hơn. Tới khi đó công suất của chúng ta đã đổ sông đổ biển hết. Lã Tuệ, Trần Minh Vận là gián điệp được đào tạo bài bản, khi đối phó với cô ta nhất định cô phải đảm bảo an toàn của bản thân, nghe rõ chưa? Anh yên tâm đi, trong địa bàn của chúng ta, cô ta không dám làm gì đâu. Trong trận Trường Sa lần này, đã có rất nhiều đồng chí của chúng ta phải hy sinh. Tôi không muốn cô cũng gặp chuyện ngoài ý muốn. Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhiệm. Cô xem cái này đi, mới được gửi từ Viên An tới đấy. Rồi các cô Noel của Nhật
đã từ trước rồi. Tên nội các thối nét này cuối cùng cũng chịu từ trước rồi. Không phải chúng ta nên mua chút pháo để ăn mừng hay sao? E là không lạc quan như cô nghĩ đâu. Tuy cô Noe đã từ chức, nhưng người kế nhiệm của anh ta, Tochohi Deki, là kẻ cuồng chiến tranh. Tình hình chiến tranh sau này sẽ càng tàn khốc hơn. Có chuyện gì không? Tôi lệnh. Vừa nhận được tình báo liên quan tới quân đoàn 10 do nhóm Hada gửi tới. Cơ quan đầu não của Tiết Nhạc giờ đã trên bờ sụp đổ. Đối với chúng ta mà nói, đây quả là cơ hội tốt trời ban. Nội các Konoe thiếu quyết đoán, cuối cùng cũng từ chức rồi. Thiên hoàng bệ hạ phong đại tướng Tochohideki làm thủ tướng. Thực hiện mong muốn bấy lâu nay của chúng ta là để người của quân đội làm nội các. Điều này chứng tỏ đế quốc Nhật Bản đã xây dựng thể chế thời chiến đầy đủ. Với tư cách là lực lượng giải chiến cơ động duy nhất ở chiến trường Trung Quốc, quân đoàn một chúng ta bắt buộc phải và tổ ủng hộ nội các mới bằng một chiến thắng thuyết phục, không thể bàn cãi. Konoshita, anh hãy dựng kế hoạch tác chiến đánh chiếm Trường Sa, báo cáo với đài bản doanh và bộ tư lệnh đóng quân ở Trung Quốc phê duyệt. Rõ. Chính vào lúc Kurechika Anami chuẩn bị phát động chiến tranh ở Trường Sa lần thứ ba, tân nội các Nhật Bản do Tochohideki đứng đầu, liên thủ với tập đoàn phát xít Hitler, một cuộc chiến tranh điên cuồng hơn đang được lên kế hoạch tại hội nghị hoàng gia. Thưa Thiên Hoàng Bệ Hạ, thần thấy kế hoạch tác chiến của Tư lệnh Hạm đội Liên Hợp Đại tướng Yamamoto 56. Thật sự là vô cùng gây cấn. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất đánh bại Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Thần cho rằng quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ vẫn chưa sụp đổ. Đoàn đại biểu chính phủ nước ta đang tiến hành đàm phán với chính phủ Hoa Kỳ ở Washington. Trước khi biến cố ở Trung Quốc được giải quyết, chúng ta nên giữ thái độ thỏa hiệp với Hoa Kỳ. Chúng ta phải làm cho Mỹ hiểu được rằng Nhật Bản bây giờ đang ở giai đoạn bành trướng. Cả Đông Nam Á đều phải trở thành thuộc địa của Nhật Bản. Mỹ tuyệt đối không được lên mặt giảng đạo với Nhật Bản. Không được cản trở chúng ta. Quyền tuyên chiến của Mỹ không nằm trong tay Tổng thống, mà là do Quốc hội quyết định, mà chủ nghĩa biệt lập đang bao trùm lấy Quốc hội Mỹ. Do đó, chỉ cần chúng ta hành động thận trọng thì có thể tránh được giao tranh với Mỹ trong một thời gian khá dài. Mỹ đã bắt đầu cấm nước ta xuất khẩu các loại vật tư chiến lược như dầu thô, vàng, bạc. Theo lời của trưởng quan Yamamoto 56,
Nếu Nhật Bản và Hoa Kỳ khai chiến, Nhật Bản vẫn còn có khả năng giành được chiến thắng. Nhưng nếu vật tư chiến lược có vấn đề, thì lúc đó chúng ta chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của Hoa Kỳ mà thôi. Giá trị sản xuất công nghiệp của Mỹ đang đứng đầu thế giới. Sản lượng gang lớn gấp vài lần so với Nhật Bản chúng ta. Mỹ đang ở trong trạng thái ngủ đông. Thần cho rằng chúng ta tuyệt đối không được làm nó thức giấc. Mời bệ hạ đưa ra quyết định. Thỏa hiệp với Mỹ đồng nghĩa với việc Nhật Bản chấp nhận sự kìm kẹp của Mỹ. Đối với đế quốc Nhật thì điều này là vô cùng nhục nhã. Chúng ta phải nhớ rằng sứ mệnh của dân tộc Yamato chúng ta là xây dựng thuyết đại Đông Á. Bệ hạ, hội nghị hoàng gia lần này có hai luồng ý kiến: thỏa hiệp với Mỹ hoặc là khai chiến với Mỹ. Tiếp tục tranh luận cũng không có ý nghĩa gì. Bệ hạ, xin hãy đưa ra quyết định. Đế quốc Nhật Bản chúng ta bắt buộc phải có được không gian sinh tồn rộng lớn và nguồn nguyên liệu phong phú. Trẫm đồng ý khai chiến với Anh, Mỹ và Hà Lan. Nghị quyết của Hội nghị Hoàng gia đã nhanh chóng trở thành hiện thực. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, hạm đội Liên Hợp của Nhật tập kích vào Trân Châu Cảng. Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ phải chịu thiệt hại nghiêm trọng chưa từng có. Sau đó, các khu vực đảo như Guam, Philippines, Wake Island, Hồng Kông lần lượt đều bị quân Nhật tấn công. Chiến tranh Thái Bình Dương chính thức bùng nổ. Alo. Tốt quá rồi. Mà anh Quý Luật, đến đây cho tôi. Mau. Quỹ viên trưởng. Quỹ viên trưởng, có tin tốt. Anh biết bây giờ tôi phấn khởi nhường nào không? Vừa nghe được tin này, thật sự tôi không thể nào ngủ được. Anh nói xem, không ngờ quân Nhật lại dám tập kích Trân Châu Cảng của Mỹ. Đây chẳng phải là đánh thức con sư tử đang ngủ đông hay sao? Đúng thế, tôi thấy Tokyo Hideki quá hiếu chiến nên đã khiến cho Nhật Bản phải tự đào mồ chôn mình rồi. Đúng thế, Thượng Đế muốn chúng diệt vong thì phải làm chúng trở nên điên cuồng trước đã. Mỹ là một đối thủ rất tài giỏi. Hơn nữa Mỹ còn có nền tảng đạo đức cao. Quân Nhật đúng là tự tìm cái chết mà. Chính xác. Đúng là ý trời mà. Chúng ta đã chiến đấu với quân Nhật 4 năm rồi. Chính quyền Nhật Quốc chúng ta vẫn chưa chính thức tuyên chiến với bọn chúng, đúng không? Đúng đúng. Giới công không nói thì cũng không ai nhớ tới chuyện này luôn. Quý văn, Quỹ viên trưởng lập tức thông báo tới đại sứ ba nước Mỹ, Anh, Hà Lan. Bây giờ sao? Đúng thế. Ngay bây giờ. Tôi tin đêm nay đại sứ của ba nước này cũng không thể ngủ được đâu. Đi. Bên đó, nhanh đi, đi nhanh đi. Nhanh lên.
Nào, nhanh lên. Giờ chúng ta đã khỏi thành rồi. Chuyện quan trọng hơn mạng sống bây giờ là phải gửi tình báo ngay. Nhưng gửi tình báo ở đây thì quá dễ bị phát hiện. Anh Hata, để tôi đi dụ chúng đi, yểm hộ hai người rời khỏi đây, ra khỏi thành rồi gửi điện báo. Cậu sẵn sàng hay chưa? Kể từ khi tôi nhập ngũ đã luôn chuẩn bị tinh thần hy sinh vì thiên hoàng bệ hạ. Nhờ cậu đó, tôi sẽ dụ truy binh về phía nam, hai người đi về phía bắc. Anh Hata, giờ chúng ta chỉ có thể cải trang ra khỏi thành. Được. Một nhóm bên đó, một nhóm đằng kia, còn lại theo tôi. Bánh nướng đi. Ở đằng đó, nhanh lên. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Trương Quân Tiết. Trương Quân Tiết. Trần Minh giận bỏ trốn sẽ có hậu quả gì? Là một gián điệp được huấn luyện chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ suy luận được từ chuyện mình bại lộ là cô ta đã trúng kế mắc lừa. Tiếp theo, cô ta sẽ báo cáo với Bộ Tư lệnh Quân 11, nói về tình báo cô ta cung cấp mấy ngày qua chỉ là một cái bẫy. Trương Quang Tiết, nếu mà vậy thật thì kế hoạch dụ địch tiếng sau của anh uổng công vô ích rồi. Giờ chúng ta phải làm sao? Điện ngay cho sở tình báo hỏi coi trong vài tiếng vừa qua có dò được gì không, theo dõi cho kỹ có sóng điện nào đáng nghi ngờ hay không. Được. Kết nối với sở tình báo. Lữ Dân Trạch phải không? Dân, trong một tiếng vừa rồi có dò được sóng điện nào đáng ngờ hay không? Dạ không. Anh có chắc không? Chắc. Tôi biết rồi. Không có. Như vậy tức là Trần Minh Dận vẫn chưa kịp gửi điện báo đi. Ra lệnh cho sở cảnh sát đoàn hiến binh lập tức ra quân lùng bắt khắp thành. Ra lệnh cục cảnh vệ phong tỏa toàn bộ chốt ra ngoài thành bằng mọi giá, không được để Trần Minh Dận chạy thoát. Mở hành lý ra. Chờ kiểm tra chút đi. Chị Vịnh Liên, điểm chị vừa nói thật sự quá thèn chút. Thực ra chuyện này thì tôi cũng đã trải qua rồi, thì cũng thôi, không hề cảm thấy đáng kể. Nhưng mà nghe xong mấy câu chuyện này cảm thấy được động viên rất nhiều đó. Từ tận đáy lòng kính nể các chiến sĩ không màng sống chết. Mấy chuyện này qua ngòi bút của phóng viên các cô kể ra thì cũng khích lệ ý chí chiến đấu của chiến sĩ đó. Hèn gì người ta nói quy lực của báo kháng chiến Tam Lương Bắc Lộ Quân có thể so được với vài khẩu đại bác. Phải rồi chị Vịnh Liên, hôm nay tôi còn có nhiệm vụ, khi nào có thời gian tôi sẽ tới thăm chị nha. Cảm ơn chị kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện như vậy. Khi nào có thời gian tôi sẽ lại đến nghe. Được rồi, vậy cô đi làm việc đi, tôi đi đây. Cẩn thận đó.
Phóng viên Lữ, cô sao vậy? Chị Dịnh Liên, bây giờ tôi cần chị giúp đỡ. Có chuyện gì cô nói đi. Vừa nãy tôi nhìn thấy hai đặc vụ Nhật đó đi về phía ngọn núi kia. Chị Dịnh Liên, bây giờ chị mau đi gọi người mang theo súng. Chúng ta cùng lên núi bắt chúng. Được rồi, cô đợi chút. Chúng ta cùng đi. Không được, không được. Tôi phải bám theo bọn chúng. Lỡ như để chúng chạy mất thì sao? Cô đi một mình nguy hiểm lắm. Nếu như đặc vụ chạy thoát thì cả chiến khu sẽ gặp nguy hiểm đó. Chúng ta mau chia ra hành động đi. Được rồi, vậy chúng ta mau đi. Đi, nhanh lên. Nhanh lên. Bên đó. Nhìn lên. Nhìn lên. Sao lại gặp phải cô ta? Chắc chắn chúng ta bị phát hiện rồi. Vậy thì sao? Bây giờ quan trọng nhất là tìm chỗ gửi tình báo. Đi qua bên đó. Được. Được, là chỗ này. Mau lắp đài đi. Mau lên. Không được nhúc nhích. Giơ tay lên. Mau tắt đài đi. Bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống. Anh Hata, tình báo này liên quan tới sự thắng bại của Hoàng quân. Gửi nhanh lên đi. Đi. Lữ Tuệ, chị Dịnh Liên, vừa rồi làm tôi sợ quá. Bọn chúng suýt chút nữa là bắn dở máy ảnh của tôi rồi. Lữ Tuệ. Lữ Tuệ. Lữ Tuệ. Quân 23 đã chiếm đóng Cửu Long. Nếu quân 11 còn không có hành động gì thì e rằng quân chúng ta sẽ trở nên yếu thế. Vì duy nhất có thể khiến quân 11 nở mày nở mặt chính là chiếm lấy Trường Sa. Nhưng tôi cần tình báo để làm căn cứ ra quân. Tình báo chuẩn xác. Rõ. Báo cáo.
Thưa lệnh quan các hạ, dịch báo hôm nay đã đăng tin ba quân điều xuống phía nam. Tốt lắm. Lập tức ra lệnh. Sư đoàn 3, sư đoàn 6, sư đoàn 40, lữ đoàn 9, tổng hợp độc lập. Nhanh chóng tập kết ở bờ bắc sông Tương Tần. Các đội vào vị trí chuẩn bị tấn công. Rõ. Tôi đi truyền đạt mệnh lệnh ngay. Khoan đã. Bộ tư lệnh nhanh chóng ra trước chỉ huy. Di chuyển tới Nhạc Dương. Rõ. Thưa bà con, thưa đồng bào, ở ngay bờ bắc sông Tân Tường, bọn Nhật đã tụ tập 8 vạn binh lực, có thể xâm lược Trường Sa bất cứ lúc nào. Cư dân Trường Sa ta không được sợ cường địch, chúng ta phải dán cho địch một đòn phủ đầu. Mỗi người Hồ Nam chúng ta đều nên tích cực hành động. Chúng ta phải thành lập đội dân công thời chiến. Chúng ta phải bơm nước vào ruộng, đào hố trên đường, trợ giúp tướng sĩ quốc quân xây dựng công sự. Chúng ta biến cả khu vực Tương Bắc thành nấm mồ cho kẻ địch. Chúng ta phải khiến cho bọn Nhật một đi không trở lại.